chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính trân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tăng đức đại chúng, bài học thắng pháp hôm nay bài 60 giải về 16 loại nghiệp cầm mạ hề đó. Nghiệp cầm mạ nghĩa là tạo tác hành động, nghiệp là nhân tố tạo quả dị thực, nghiệp thiện tạo quả vui và nghiệp bất tạo quả khổ. Trong phạm vi này chỉ đề cập đến nghiệp luân hồi, cầm mạ quá tác tạo quả luân hồi, quý bà các quách ta, chứ không giải các khía cạnh của nghiệp duyên, cầm mắt bách cha giá. Vì liên quan đến tâm ngoại lộ, tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử của kiếp sống. Nghiệp là hành động có thể được thực hiện bằng thân, gọi là thân nghiệp. Ca giác cầm mắt, thực hiện bằng khẩu, gọi là khẩu nghiệp. Quá chi cầm mắt, thực hiện bằng ý, gọi là ý nghiệp. Mano cầm mắt, nhân thân và khẩu không thể tự hành động mà phải do tâm điều khiển qua sắc tâm, citta rupa. Lại nữa, tâm citta chỉ là trạng thái biết cảnh, tâm không ra lệnh hay chỉ đạo hành động mà chính do một hành ứng thuộc tánh của tâm là tư chetana, có chức năng dẫn dắt chỉ đạo tâm và các pháp đồng sanh với nó thực hiện hành động hay tạo thành nghiệp. Do đó, nói một cách chính xác thì nghiệp kamma là tư chetana. Như Phật ngôn rằng chetana hằng biết khắc quê kammang quát đà ni, tư này các tỳ kheo, ta nói là nghiệp. Tư chetana đồng sanh với căn tham lobha mula, căn sân dosa mula và căn si moha mula, gọi là tư bất thiện akusala chetana. Còn tư chetana đồng sanh với căn vô tham alobha mula, căn vô sân adosa mula và căn vô si amoha mula, tức trí tuệ bành nhà, gọi là tư thiện kusala chetana. Nói cách khác, tư chetana hiện diện trong 12 tâm bất thiện là nghiệp bất thiện akusala kamma. Còn tư chetana hiện diện 8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc giới là nghiệp thiện kusala kamma. Tâm bất thiện và tâm thiện do tư chủ trương hành động bằng thân khẩu ý, sau khi hành động tâm ấy diệt. Mặc dầu vậy, tư trong các tâm ấy có tính chất là nghiệp dị thời. Na nak khat niyaka kamma sẽ tạo ra quả dị thục quý bà các khi hợp duyên. Vấn đề nghiệp trổ quả như có sự chắc lọc, vì trong thời gian một nháy mắt có hàng tỷ tâm sanh khởi, hàng triệu động lực thiện và bất thiện hành động, không thể tất cả tư thiện và tư bất thiện ấy đều có hiệu ứng tạo quả, nên chỉ có một vài nghiệp thành tựu thôi. Nghiệp báo là một định luật chi phối đời sống, dù Đức Phật có xuất hiện hay không. Dù Đức Phật có xuất hiện hay không có xuất hiện để tuyên bố, thì nhân quả vẫn xảy ra. Nghiệp báo nhân quả không phải là một lập thuyết của Đạo Phật. Và mặc dù chúng ta không thể biết nghiệp riêng của mỗi chúng sanh, nghiệp quả bất khả tư nghì, nhưng có thể phân loại nghiệp dựa theo những gì Đức Phật đã trình bày, mô tả trong kinh. À, 4 loại nghiệp phân theo chức năng. Kích chắc, quát xê nó, cầm mắt, chất túc căng, chất nát căng, u bát tham bát căng, u bát bì lát căng, u bát hà tát căng chế tí, kết chất quá xề nát chất tà lý, cầm mà ni nà mạ. Sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp, gọi là 4 loại nghiệp theo chức năng. Giải thích. 1. Chất nát các cầm mạ, sanh nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện mà sản sinh ra quả tục sinh và sắc nghiệp, tục sinh cho một kiếp sống mới.
gọi là sanh nghiệp hay nghiệp sản sinh. Chính sanh nghiệp tạo ra tâm tục sinh hữu phần và tử cho chúng sinh. Nếu là nghiệp bất thiện, sẽ sản sinh tâm quả bất thiện, ý thức giới và sát nghiệp tục sinh, thành chúng sinh cõi bất hạnh, địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula. Nếu là nghiệp thiện, sẽ sản sinh tâm quả thiện, vô nhân, ý thức giới và tâm quả dục giới hữu nhân, cùng sát nghiệp tục sinh, thành người lạc ở cõi vui dục giới. Nếu là thiện nghiệp sắc giới, sẽ sản sinh tâm quả sắc giới, cùng sắc nghiệp tục sinh, thành người lạc ở cõi sắc giới hữu tưởng. Lại nữa, nghiệp sắc giới ngũ thiền sản sinh sắc nghiệp mạng quyền, tục sinh thành người lạc cõi vô tưởng. Nếu là thiện nghiệp vô sắc giới, sẽ sản sinh tâm quả vô sắc, tục sinh thành phạm thiên cõi vô sắc. 2. Ubatthamakkam, trì nghiệp là mãnh lực, thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp có chức năng ủng hộ, duy trì quả do nghiệp sản sinh được kéo dài. Sanh nghiệp thiện thì trợ cho chúng sanh được tái sanh các cõi vui, như cõi người, cõi thiên tiên, cõi phạm thiên. Rồi nhờ trì nghiệp thiện, giữ gìn thọ mạng và đảm bảo đời sống chúng sanh ấy được đầy đủ nhu cầu, hạnh phúc, vân vân. Sanh nghiệp bất thiện thì trợ cho chúng sanh tục sinh vào các cõi bất hạnh như địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula. Rồi do trì nghiệp bất thiện, duy trì cảm thọ khổ mãi không dứt được. Ở cõi người cũng có trường hợp, mặc dù do sanh nghiệp thiện mới sanh làm thân nhân loại, nhưng sống bị quả xấu của ác nghiệp, bệnh tật, nghèo khổ, tai ương, vân vân, và trì nghiệp bất thiện kéo dài sự sống để chịu khổ. Và Upabilakkam, chướng nghiệp là thứ nghiệp khắc chế, làm trở ngại, làm yếu đi hiệu năng của nghiệp khác. Tất nhiên, cả hai loại nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đều là chướng nghiệp khắc chế lẫn nhau. Trường hợp một người đã làm thiện nghiệp, lẽ ra quả trổ họ sẽ được hoàn toàn hạnh phúc, nhưng vì cũng đã từng tạo nghiệp bất thiện, nên bất thiện nghiệp ấy cản trở, làm yếu thiện nghiệp, khiến người ấy không hạnh phúc trọn vẹn. Đây gọi là bất thiện chướng nghiệp. Trường hợp ngược lại, một người đã tạo ác nghiệp, lẽ ra quả trổ họ sẽ bị đau khổ cùng cực, nhưng vì cũng có tạo thiện nghiệp, nên thiện nghiệp ấy làm lực cản, khiến ác nghiệp trổ quả yếu đi, người ấy bớt đau khổ. Đây gọi là thiện chướng nghiệp. 4. Upakkhatakkam, đoạn nghiệp là nghiệp có mãnh lực phá vỡ, làm vô hiệu quá khả năng trổ quả của nghiệp khác. Chẳng những thế, nghiệp này còn tạo quả ngược lại và thay thế nghiệp khác nữa. Cả hai loại thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đều có chức năng phá trừ nghiệp đối nghịch. Trường hợp một người đẻ ra bị chết yểu vì ác nghiệp đã làm, nhưng người này nhờ hiện tại tạo được nghiệp lành cực mạnh nên đã chuyển đổi ác nghiệp, họ được sống thọ. Hoặc trường hợp có người làm ác nghiệp, đẻ ra mệnh chung sẽ sanh vào địa ngục, nhưng giờ phút cuối người ấy gặp Đức Phật và khởi lên niềm tin mạnh mẽ ngài, nên người ấy mệnh chung sanh vào cõi trời, vân vân. Đây gọi là thiện đoạn nghiệp. Ngược lại, trường hợp một người làm thiện phước, lẽ ra sau khi mệnh chung sẽ sanh vào cõi trời, nhưng vì cận tử nghiệp khởi lên là bất thiện, nên người ấy sanh vào địa ngục khổ cảnh. Đây gọi là bất thiện đoạn nghiệp. B. Bốn loại nghiệp phân theo cách trình tự trổ quả. Trọng nghiệp, cận tưởng nghiệp, thường nghiệp và dĩ tác nghiệp, gọi là bốn loại nghiệp theo cách trình tự trổ quả. Giải thích. 1. Garukakam, trọng nghiệp là nghiệp nặng, nghiệp có công sức mạnh, có mãnh lực tạo quả tái tục kế tiếp. Có mãnh lực tạo quả tái tục kiếp kế tiếp, không có mãnh lực nào khác có thể ngăn chặn được. Trọng nghiệp bất thiện chính là năm nghiệp vô gián. Panchanantarijakam, giết cha, giết mẹ, giết thánh A-la-hán, gây thương tích vị Phật toàn giác, tạo chia rẽ tăng chúng,
làm bằng tâm tà kiến và sân hận. Trọng nghiệp thiện chính là nghiệp thiện sắc giới, rupa vacchara kusalakam, và nghiệp thiện vô sắc giới, arupa vacchara kusalakam. Người chứng thiền và không bị loại hoại thiền, sau khi chết chắc chắn sanh vào cõi phạm thiên. Nghiệp thiện siêu thế, lokuttara kusalakam, hay đạo siêu thế, lokuttara magga, cũng là một trọng nghiệp vì có mãnh lực đóng cửa bốn cõi khổ vĩnh viễn. Tuy nhiên, một người phàm đã chứng thiền hiệp thế nhưng lại phạm những nghiệp vô gián, thì trọng nghiệp ấy sẽ làm hư hoại trọng nghiệp thiện, tức là thiền chứng của người ấy. Và trọng nghiệp vô gián sẽ dẫn tái sanh vào cõi địa ngục. Như trường hợp của Devadatta bị hoại thiền, mất thần thông do tạo trọng nghiệp ác, gây thương tích cho Đức Phật và chia rẽ tăng chúng. Lại nữa, trọng nghiệp bất thiện còn có trọng lực ngăn chặn sự chứng đạt pháp siêu thế. Dù một người kiếp ấy có đủ ba phước, có đủ phước ba la mật để chứng đạo quả, như trường hợp vua Ajatasattu nghe Đức Phật giảng kinh Sa Môn Quả, vua Ajatasattu đủ duyên để chứng quả thánh nhập lưu, nhưng không đắc chứng được bởi vua ấy đã giết cha xóa ngôi. Nhưng với người đã đắc đạo quả siêu thế, dù chỉ là bậc sơ đạo sơ quả cũng vĩnh viễn không tạo trọng nghiệp vô gián, cũng như không còn tà kiến. Một, asanna kamma, cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là nghiệp được thực hiện trước khi chết. Một người trước lúc lâm chung khởi lên tâm thiện hay bất thiện do nhớ lại việc làm tốt hay việc làm xấu mà mình đã làm trong bình nhật. Tâm thiện nhớ lại việc tốt ấy, hay tâm bất thiện nhớ lại việc xấu ấy, gọi là cận tử nghiệp. Nếu người đó không có làm trọng nghiệp nào trong đời sống, thì chính cận tử nghiệp này sẽ đóng vai trò sanh nghiệp, cho nó cắt cầm cho người đó sau khi chết. Một người tốt, nhưng trước lúc lâm chung khởi lên tâm bất thiện, do ám ảnh nhớ lại việc bất thiện đã làm, thì cận tử nghiệp bất thiện ấy sẽ chi phối người ấy tái sanh vào khổ cảnh. Ngược lại, một người xấu nhưng lúc gần lâm chung chợt khởi lên tâm thiện, tâm niệm thiện do một cảnh thiện trợ duyên, thì cận tử nghiệp ấy có thể khiến người này tái sanh vào nhàn cảnh. Chính điều này nên cần có sự trợ niệm cho người thân sắp chết để khơi dậy tâm thiện cho họ. Tuy rằng một người xấu có thể đạt một cõi vui do cận tử nghiệp thiện, nhưng không có nghĩa là người ấy sẽ thoát khỏi quả của bất thiện nghiệp mà người ấy đã làm trong lúc bình sinh. Khi tái sinh ở những kiếp sống sau, họ vẫn phải thọ lãnh quả xấu tương ứng với nghiệp bất thiện. Ngược lại, một người tốt bị tái sinh khổ cảnh do cận tử nghiệp bất thiện, nhưng không phải thì họ đã làm không có quả báo, sẽ có cơ hội khác thiện nghiệp kia trở cho họ hạnh phúc. 2. Ajinakam, thường nghiệp. Thường nghiệp, nghiệp là nghiệp được thực hiện thường xuyên, lặp đi lặp lại thành tập quán hay thói quen. Thường nghiệp có thể là thiện hay bất thiện. Thường nghiệp thiện là những hành động tốt như bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ mà người thường xuyên làm đã thành thói quen. Thường nghiệp bất thiện là những hành vi xấu được lặp đi lặp lại trong đời sống như thói quen sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, vân vân. Nếu không có trọng nghiệp hay cần tử nghiệp thì chính thường nghiệp này sẽ có vai trò trợ tục, sẽ có vai trò trợ tái tục kiếp sống mới sau khi chết. 3. Katatta kamma, dĩ tác nghiệp. Dĩ tác nghiệp là nghiệp đã làm tình cờ ở thời điểm nào đó rồi quên, nhưng cũng đủ mạnh để đảm nhận vai trò trợ tái tục kiếp sống mới. Nếu không có trọng nghiệp, cần tử nghiệp, thường nghiệp thì dĩ tác nghiệp này mới có tác dụng dẫn tái sanh. Dĩ tác nghiệp cũng có thể là thiện, cũng có thể là bất thiện. Trường hợp một người thỉnh thoảng có cho người ăn xin một đồng bạc, hay thỉnh thoảng có lời nói chân thật, vân vân, chỉ là một điều tốt thoáng qua, không nhớ được, đây gọi là thiện dĩ tác nghiệp. Còn trường hợp một người thỉnh thoảng làm chết côn trùng, hoặc đôi khi nói đùa không thật, vân vân, chỉ là một điều xấu thoáng qua, không nhớ được, đây gọi là bất thiện dĩ tác nghiệp. Bốn loại nghiệp thứ hai, vì này là trọng nghiệp, cận tử nghiệp, thường nghiệp và dĩ tác nghiệp,
là những nghiệp có vai trò tạo quả dẫn đi tái sanh. Nói cách khác là tạo ra sanh nghiệp cho nó chắc cầm á. Bởi thế không thể nói khẳng định là làm người thiện chắc chắn kiếp sau sẽ sanh nhàn cảnh, hay người làm ác chắc chắn kiếp sau sẽ sanh khổ cảnh. Cũng ví như chuồng bò nhốt nhiều con bò qua đêm, buổi sáng cửa chuồng được mở để thả bò ra đồng cỏ, có thể có con bò mạnh khỏe nhất nó sẽ chen ra trước như trọng nghiệp, cũng có thể con bò đứng gần cửa sẽ ra trước như cận tử nghiệp, cũng có thể có con bò theo thói quen dành đường ra cửa trước như thường nghiệp. Trong khi chuồng không còn con bò nào thì con bò sót lại sẽ ra cửa như dĩ tác nghiệp. C. Bốn loại nghiệp trổ quả theo thời gian. Và các cà lắc quá xe nó cầm mắt chất túc cằn. Đi thật hàm mắt quê đất nì dân. Ú bác bách chất quê đất nì dân. Á bác rà bác rí giác quê đất nì dân. Á hồ sĩ cầm mạnh chê tí. Và các cà lắc quá xe nó chất tà đi cầm mà đi nàm á. Hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp, gọi là bốn loại nghiệp theo thời gian trổ quả. Giải thích. Đức Thật hầm mắc quê đá ni giác cầm á. Hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp là loại nghiệp trổ quả, có cảm thọ vui hay khổ liền trong cái hiện tại sau khi một hành động thiện hay ác. Trong lộ trình tâm thực hiện hành vi thiện hoặc bất thiện, có bãi sát na động lực thiện, kusala chawana, hay bãi sát na động lực bất thiện, akusala chawana. Tư, chetana của tâm động lực thứ nhất có vai trò hiện nghiệp. Nhưng hiện báo nghiệp cũng hiếm khi thành tựu quả, bởi do yếu không có mãnh lực trùng dụng duyên. Asewana pachaya. Trợ từ tâm động lực trước, hiện báo nghiệp thiện thành tựu quả trong trường hợp làm việc phước đặc biệt như phát tâm quan hỷ cúng dường đến một vị Phật hoặc một bậc lậu tận vừa xuất thiền diệt. Hiện báo nghiệp ác thành tựu quả trong trường hợp trực tiếp tạo năm đại nghịch tội hay tạo ác nghiệp một cách nghiêm trọng, tán tận lương tâm. 2. Uba bách cha giác quê đó ni giác cầm á. Sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp là nghiệp có mãnh lực tạo quả đời khác sau đời sống này. Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện tạo ở đời này mà trổ quả ở kiếp kế sau khi chết gọi là sanh báo nghiệp. Chính tư thiện hay tư bất thiện của động lực thứ bảy trong lộ tâm thể hiện hành vi có vai trò sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp cũng không phải chắc chắn thành tựu vì có rất nhiều sanh báo nghiệp khác trong đời sống xen vào. Có người làm ác nhưng cận tử nghiệp thiện mạnh nên họ tái sanh ngàn cảnh sau khi mạng chung. Cũng có người làm thiện nhưng khởi lên cận tử nghiệp bất thiện mạnh khiến họ tái sanh khổ cảnh sau khi chết. 3. Abhara pariya ue nani ya kamma. Hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp là thứ nghiệp trổ quả đời sau sanh nữa. Hậu báo nghiệp là thứ nghiệp trổ quả đời sau sau nữa, tức là từ kiếp thứ ba trở đi cho đến khi đắc đạo quả và niết bàn chấm dứt tái sanh. Tư thiện hay tư bất thiện hợp với năm tâm động lực giữa động lực thứ hai đến động lực thứ sáu là vai trò hậu báo nghiệp. Năm động lực giữa có vai trò mãnh lực trùng dụng duyên. Mạnh hơn động lực đầu và cuối. Vì những động lực giữa vừa là năng vừa là sở trong trùng dụng duyên nên thành hậu báo nghiệp có mãnh lực trổ quả ở những kiếp luân hồi bất định cho đến khi niết bàn mới hết. Do đó nên biết rằng đời này được hạnh phúc hay bị tai ương có thể là do hậu báo nghiệp quá khứ xa xưa. Ngay cả Đức Phật và các đệ tử A-la-hán của Ngài cũng bị hậu báo nghiệp quá khứ trổ quả khi các ngài cuối cùng chưa vô dư y niết bàn. 4. A-hồ sĩ cầm á. Vô hiệu nghiệp. A. Vô hiệu nghiệp. Đối với báo nghiệp, tâm động lực thứ nhất trong mỗi lộ trình tâm là hiện báo nghiệp có hiệu lực trổ quả thời gian một đời sống hiện tại. Khi vừa mệnh chung, thiện báo nghiệp này hết hiệu lực, gọi là vô hiệu nghiệp. B.
vô hiệu nghiệp đối với sanh báo nghiệp. Tâm động lực thứ bảy trong mỗi lộ trình tâm là sanh báo nghiệp có hiệu lực trổ quả trong thời gian kiếp sống kế tiếp đây. Hết kiếp sống đó thì sanh báo nghiệp không còn hiệu lực nữa, gọi là vô hiệu nghiệp. C. Vô hiệu nghiệp đối với hậu báo nghiệp. Năm động lực giữa trong mỗi lộ trình tâm là hậu báo nghiệp có hiệu lực trổ quả suốt các kiếp sống luân hồi, kéo dài và bất định thời gian, cho đến khi viên tịch niết bàn mới hết hiệu lực. Hậu báo nghiệp hết hiệu lực khi chúng sanh ấy vô dư y niết bàn, gọi là vô hiệu nghiệp. Vô hiệu D. Vô hiệu nghiệp đối với động lực tố. Diễn trình tâm của bậc A-la-hán, bảy động lực trong lộ tâm là tâm vô ký tố, áp già cát tát kí già tư chê ta na, hợp tâm động lực tố không thành nghiệp dị thời bất cứ trường hợp nào, hiện báo nghiệp hay sanh báo nghiệp hay hậu báo nghiệp. Vì bậc a la hán đã đoạn tận ái tanh hà, điều kiện tích lũy quả dị thục, nên gọi động lực tố của vị a la hán là vô hiệu nghiệp. Đề bốn loại nghiệp theo nơi trổ quả: bất cách tha na quá xề na cầm mắt chất túc khăn chất túc cần ta thà a cú sát lăng cà mà quá chất đất cú sát lăng rù bà quá chất đất cú sát lăng a rù bà quá chất đất cú sát lăng chề tí bất cách tha na quá xề na chất tà ni cầm mà ni nà mắt nghiệp bất thiện, nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới, nghiệp thiện vô giới, gọi là bốn loại nghiệp theo nơi trổ quả. Giải thích: một, akusala kamma bất thiện. Nghiệp bất thiện là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý do tư chê tánh hợp với 12 tâm bất thiện tạo thành. Thân nghiệp bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm được thực hiện qua thân biểu tri nhất tiết. Khẩu nghiệp bất thiện như là nói dối, nói ly gián, nói thô ác, nói nhảm nhí được thực hiện qua khẩu biểu trì, qua trì huynh nhất tí. Ý nghiệp bất thiện như tham lam, sân nộ, tà kiến được thể hiện qua ý nghĩ. Nghiệp bất thiện chỗ sanh, danh quẩn quả, quý bà cắt mắt khanh hát và sát nghiệp, cầm mắt cha ru bắt. Trong bốn cõi bất hạnh là địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula. Danh quẩn quả do nghiệp bất thiện tạo, đây là bảy quả bất thiện như nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, vân vân. Và tâm quan sát quả bất thiện làm việc tục sinh, hổ phần, tử cho hạng người khổ trong cõi bất hạnh. A bà giáp hù mít. Sắc nghiệp do nghiệp bất thiện tạo, đây là năm sắc thần kinh, hai sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, hình thành thân thể của người bốn cõi bất hạnh. Ai ca ma quá chất đất của sắc lắc cầm á, nghiệp thiện dục giới. Nghiệp thiện dục giới là tư chê ta na hợp với tám tâm đại thiện tạo thành thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Thân nghiệp thiện như là thân hành kiên tránh sát sanh, kiên tránh trộm cắp, kiên tránh tâm. Khẩu nghiệp thiện như là khẩu hành kiên tránh nói dối, kiên tránh nói ly gián, kiên tránh nói thô ác, kiên tránh nói nhảm nhí. Ý nghiệp thiện như là tâm suy nghĩ vô tham, suy nghĩ vô sân, suy nghĩ chánh kiến. Ngoài thập thiện nghiệp đạo, kusala kamma bata này ra, nghiệp thiện, thiện nghiệp dục giới còn thiện thập phước thiện hay sự phúc hành, hay phúc hành tông. Punya kiriya vattu đó là xả thí, đà na, trì giới, si la, tu tiến, pha quát na, tu chỉ, samatha pha quát na, tu quán, vipassana pha quát na, cung kính, abhacchayana, phục vụ, quay ya quát cha, hồi hướng phước, bát tí đà na, tùy hỷ phước, bát tà nút mồ đà na, thính pháp, dhamma sawana, thuyết pháp, dhamma đề sát na, cải chánh tri kiến, ít thu chú cầm á. Như vậy có 20 pháp hành thiện nghiệp dục giới. Nghiệp thiện dục giới trổ sanh danh quẩn quả, vi bà cát na mắc khanh á. Và sắc nghiệp,
Kammacharupa, trải cõi vua dục giới là cõi nhân loại và sáu cõi thiên tiên dục giới. Danh quẩn quả do nghiệp thiện dục giới tạo đây là 16 tâm quả, gồm 8 quả thiện vô nhân và 8 đại quả. Trong đó, tâm ý thức giới quả thiện vô nhân thọ xả và 8 tâm đại quả làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho người trời cõi vui dục giới. Sắc nghiệp do nghiệp thiện dục giới tạo đây là sắc thần kinh, sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng nguyện, hình thành thân thể của nhân loại và chư thiên cõi vui dục giới. 3. Rupa vacchara kusala kamma, nghiệp thiện sắc giới. Nghiệp thiện sắc giới là tư chetana hợp trong năm tâm thiền thiện sắc giới. Thiện sắc giới chỉ là ý nghiệp, không phải là thân nghiệp hay khẩu nghiệp. Ý nghiệp thiện sắc giới là những tâm thiền chứng thành tựu do tu chỉ samatha bhavana maya với đề mục sắc. Nghiệp thiện sắc giới tạo ra danh quẩn quả và sắc nghiệp tục sinh khỏi phạm thiên sắc giới. Danh quẩn quả do nghiệp thiện sắc giới tạo đây là năm tâm quả sắc giới cùng tâm sở phối hợp. Năm tâm quả này làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho các phạm thiên cõi sắc giới hữu tưởng. Sắc nghiệp do thiện nghiệp thiện sắc giới tạo đây là hai sắc thần kinh nhãn, nhĩ, sĩ vật và sắc mạng quyền, hình thành thân Phật phạm thiên cõi sắc hữu tưởng. Nghiệp thiện sắc giới ngũ thiền còn tạo ra sắc nghiệp mạng quyền cho phạm thiên cõi vô tưởng nữa. 4. Aruba Vachara Kusala Kamma, nghiệp thiện vô sắc giới. Nghiệp thiện vô sắc giới là tư Chetana hợp với 4 tâm thiền thiện vô sắc giới. Thiện vô sắc giới cũng chỉ là ý nghiệp, không phải là thân nghiệp hay khẩu nghiệp. Ý nghiệp thiện vô sắc giới là những tâm thiền chứng được thành tựu do tu chỉ Samatthabhavanamaya với đề mục vô sắc. Nghiệp thiện vô sắc giới tạo ra danh quẩn quả, tức 4 quẩn quả vô sắc làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho phạm thiên cõi vô sắc. Nghiệp thiện vô sắc giới không tạo sắc nghiệp. Phụ giải về quả tái tục và quả bình nhật của 4 loại nghiệp: nghiệp bất thiện, nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới và nghiệp thiện vô sắc giới. 1. Quả của nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện tạo ra 1 tâm quả tái tục và 7 tâm quả bình nhật. Nhưng tư Chetana trong 11 tâm bất thiện trừ tâm si phóng dật mới tạo ra tâm quả tái tục Patisanhi trong cõi bất hạnh. Tư trong tâm si phóng dật thì không tạo quả, thì không tạo ra quả thức tục sinh vì quá yếu. Tư Chetana hợp 12 tâm bất thiện đều tạo quả thời bình nhật Pavattikale được cả. Và tâm quả bất thiện thời bình nhật hiện khởi trong 11 cõi dục, đủ 7 thứ tâm quả bất thiện hiện khởi trong 15 cõi sắc giới hữu tưởng. Nhưng chỉ có 4 thứ tâm quả bất thiện là nhãn thức, nhĩ thức, tâm tiếp thâu và tâm quan sát. 2. Quả của nghiệp thiện dục giới. Nghiệp thiện dục giới tạo ra 9 tâm quả tái tục và 16 tâm quả bình nhật. Phân tích chi tiết như sau. Nghiệp thiện dục giới hợp trí có tam tư, tạo 4 quả tái tục hợp trí sanh 7 cõi vui dục giới, tạo 16 quả bình nhật, trong đó 7 cõi vui dục giới được 16 quả, 4 cõi bất hạnh được 8 quả thiện vô nhân, 15 cõi sắc giới hữu tưởng được 5 quả thiện vô nhân trừ tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Nghiệp thiện dục giới hợp trí không tam tư và nghiệp thiện dục giới ly trí có tam tư, tạo 4 quả tái tục của ly trí sanh 7 vui dục giới, tạo 12 quả bình nhật, trong đó có 7 cõi vui dục giới được 12 quả, 4 cõi bất hạnh được 8 quả thiện vô nhân, 15 cõi sắc giới hữu tưởng được 5 quả thiện vô nhân trừ tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Nghiệp thiện dục giới ly trí không tam tư tạo 1 quả tái tục vô nhân sanh cõi nhân loại và tứ đại thiên vương, tạo 8 quả bình nhật là 8 quả thiện vô nhân trong 11 cõi dục giới và 5 quả thiện vô nhân trong 15 cõi sắc giới hữu tưởng trừ thức, thiệt thức và thân thức. 4. Quả của nghiệp thiện sắc giới. Nghiệp thiện sơ thiền sắc giới tạo 1 quả sơ thiền là tâm tái tục, hữu phần và tử cho phạm thiên cõi phạm chúng thiên
Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, tùy theo pháp trưởng trợ lực. Nghiệp thiện nhị thiền sắc giới tạo một quả nhị thiền, và nghiệp thiện tam thiền sắc giới tạo một quả tam thiền. Hai tam quả này làm việc tái tục hữu phần và tử cho Phạm Thiên cõi thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên, tùy theo pháp trưởng trợ lực. Nghiệp thiện tứ thiền sắc giới tạo một quả tứ thiền làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho Phạm Thiên cõi thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên, tùy theo pháp trưởng trợ lực. Nghiệp thiện ngũ thiền sắc giới tạo một quả ngũ thiền, nếu là phàm tam nhân và hai bậc thánh nhập lưu Nhất Lai chứng ngũ thiền sẽ có quả ngũ thiền làm tâm tái tục hữu phần và tử trong cõi quảng quả thiên. Nếu là bậc thánh bất lai chứng thiện ngũ thiền này sẽ có quả ngũ thiền làm tâm tái tục hữu phần và tử trong cõi ngũ tịnh cư. Nếu người phàm tam nhân chứng ngũ thiền có sự chán giác về tưởng, người ấy sẽ sanh vào cõi vô tưởng nhờ mãnh lực ngũ thiền tạo ra sắc nghiệp mạng quyền tái tục. Lại nữa, ngũ thiền thiện của bậc thánh bất lai có quyền nào mạnh sẽ tùy đó mà bậc thánh bất lai ấy sanh một trong năm cõi tịnh cư. Suddhavasa, ngũ thiền có tính quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư vô phiền thiên. Aviha, ngũ thiền có tấn quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư vô nhật thiên. Attappa, ngũ thiền có niệm quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư thiện kiến thiên. Suddhassa, ngũ thiền có định quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư thiện hiện thiên. Suddhassi, ngũ thiền có tuệ quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư sắc cứu cánh thiên. Akandita, ba quả của nghiệp thiện vô sắc giới. Nghiệp thiện vô sắc giới tạo bốn quả vô sắc tương ứng. Nghiệp thiện không vô biên xứ tạo một tâm quả không vô biên xứ làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho Phạm Thiên cõi không vô biên xứ. Nghiệp thiện thức vô biên xứ tạo một tâm quả thức vô biên xứ làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho Phạm Thiên cõi thức vô biên xứ. Nghiệp thiện vô sở hữu xứ tạo một tâm quả vô sở hữu xứ làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho Phạm Thiên cõi vô sở hữu xứ. Nghiệp thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ tạo một tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho Phạm Thiên cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Điều đã nói và điều sắp nói, bài đã học, bài 59, chương 7, thoát yếu tâm ngoại lộ, giải về 31 cõi. Bài học tiếp theo, bài 61, chương 7, thoát yếu tâm ngoại lộ, giải về tiến trình tử sanh. Biên soạn giáo trình tùy theo tự siêu, bài chánh phần đến đây đã chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thượng tự siêu từ vi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Thân chào thượng tọa Lục Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng. Thượng tọa Bình Hạnh cùng chư Tùng Đức có mặt trong rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa, quý vị ngồi nghe đọc bài, quý vị cảm thấy là tại sao lại nói quá chi tiết vậy? Và đọc bài hơi dài. Nhưng thưa quý vị, cái giáo trình khi mà chúng tôi biên soạn để giảng dạy ở trong lớp,
thì chúng tôi chỉ biên soạn bài học tóm tắt nội dung thôi, rồi trong 2 tiết học hoặc 4 tiết học mình sẽ giảng giải rộng ra. Nhưng mà môn thắng pháp ở trong rùm lớp Phật pháp của Gautama thì chúng tôi không có thời gian để chúng tôi soạn giáo trình tóm tắt, nên chúng tôi lấy từ ở trong cái quyển Toát Yếu A Tỳ Đàm mà chúng tôi biên soạn để in thành một cái tài liệu tham nghiên cứu về thắng pháp. Và đã là một tài liệu nghiên cứu thì phải nói chi tiết, bởi vì những lúc mà chúng ta nghiên cứu lúc đó không có thầy bên cạnh để giảng giải, thì nhờ có những cái điểm chi tiết chúng ta mới suy gẫm được. Cho nên quý vị thấy có vẻ như là bài đã quá đầy đủ, ý nghĩa quá đầy đủ, đâu có còn cái gì để giảng giải nữa. Thì cái lý do đó, nên quý vị thấy, quý vị nghe đọc bài, quý vị thấy bài học rất là chi tiết, chứ không phải là chúng tôi không biết, mà chỉ tại vì mượn cái sản phẩm mà chúng tôi in để dành làm tư liệu tham khảo cho các học viên, mượn tài liệu đó để làm cái giáo trình, cho nên quý vị nghe chi tiết đi. Cái điểm thứ hai đó, quý vị hỏi rằng tại sao không có dẫn chứng như là ở trong kinh Tạng vẫn thường hay dẫn chứng những cái thí dụ, những câu chuyện. Thưa quý vị, nếu mà trong cái tài liệu nghiên cứu về thắng pháp mà nói dông dài như vậy thì nó không thành ra là cái môn thắng pháp nữa. Vì cái môn thắng pháp tức là môn vi diệu pháp Abhidhamma là chỉ chú trọng ở chỗ cái pháp thực tính Sapha và Dhamma thôi. Do đó khi mà trình bày là phải nêu ra những cái khía cạnh thực tính của pháp, thỉnh thoảng thì mới có cho một vài thí dụ, nhưng mà rồi chi pháp thì phải nói cặn kẽ. Chẳng hạn như là nghiệp đó là do tâm sở tư hiệp với tâm thiện hay tâm bất thiện, rồi tư tâm sở nghiệp đó nó tạo ra quả, dinh quẩn quả và sắc quẩn sắc nghiệp, sắc quẩn quả hay sắc nghiệp gồm có những gì, và khi mà tạo ra tâm quả ở cõi dục giới và sắc nghiệp cõi dục giới có bao nhiêu, vân vân, thì phải trình bày chi tiết như vậy. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn để chúng ta học.
lớp học có dễ có khó, môn học có dễ có khó. Và nếu mà chúng ta có cái thiện chí học cả về Kinh Tạng và Thắng Pháp thì chúng ta sẽ giỏi ở hai khía cạnh Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng. Còn khi mà chúng ta không có sự kiên nhẫn thì chúng ta chỉ học lớp lớp qua, cái nào dễ thì học, còn cái nào khó nghe thì chúng ta lười biếng suy nghĩ, thì như vậy không bao giờ chúng ta giỏi được. Ở đây chúng tôi nói thật, bây giờ thì chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị về cái 16 loại nghiệp mà trong Thắng Pháp đã được trình bày. Thì ngay từ đầu chúng ta đã định nghĩa về nghiệp một cách đơn giản để chúng ta biết nghiệp ở đây chính là cái chủng tử do cái hành động thiện hay là bất thiện nó tạo nên cái quả luân hồi. Nhưng mà nghiệp mà tạo ra quả luân hồi đó, nghiệp duyên sinh đó, thì tức là nghiệp hành sankhara kamma và nghiệp hữu kamma phá quá. Kamma sankhara và kamma phá quá là nghiệp hành nghiệp hữu. Ở trong duyên sinh là chỉ cho cái nghiệp luân hồi. Thì cái nghiệp luân hồi chúng ta chú ý không phải trường hợp nào tư tâm sở nó cũng đều tác thành cái nghiệp luân tâm bất quá tá. Bởi chính ngay ở trong cái tâm động lực tố của vị A-la-hán vẫn có Chetana. Nhưng mà Chetana ở trong cái tâm động lực tố thì chỉ là câu sanh nghiệp Sahacha Takkamapachaya, chỉ là câu sanh nghiệp thôi chứ không phải là nghiệp gì thời. Còn ở đây lĩnh vực mà nói về 16 loại nghiệp đó là nói về cái nghiệp gì thời là nắp cái Kanika Kamma, là nghiệp về cho quả. Thì cần phải hiểu rằng cái nghiệp gì thời chính do phiền não nó trợ duyên, nghiệp hành thì do vô minh, tức là phiền não luân hồi vô minh nó trợ tạo, vô minh duyên hành, rồi hành mới duyên cho quả thức, thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ xúc thọ, tới đó quả luân hồi. Ái thủ là phiền não luân, khi sau tám mới duyên cho nghiệp hữu tạo ra cái sự tái sạch. Cho nên bất cứ hành động nào mà do vô minh và ái, hay ái và vô minh, tức là tham và si, nó trợ tạo, trợ bằng cách trực tiếp hay là gián tiếp, thì nó mới tạo ra cái quả luân hồi. Đức Phật Ngài có thuyết rằng, này các tỳ kheo, tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới,
là ba cõi tái sanh. Được ví như là thửa ruộng. Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, hành động bằng thân khẩu ý, nghiệp đó giống như hạt giống bị chát. Mà hạt giống khi mà gieo lên thửa ruộng đó, cái hạt giống này nó được nảy mầm và nó phát triển thành cây lúa vân vân, là do chất ẩm ướt của đất làm điều kiện cho hạt giống nảy mầm. Cái chất ẩm ướt NH đó là để chỉ cho vô minh và ái. Như vậy thì bất cứ hành động bằng thân khẩu ý nào mà được tạo do cái mãnh lực của phiền não là duyên, phiền não, si và tham, vô minh và ái, thì như vậy cái hành động đó, cái nghiệp đó, nó mới tác thành nghiệp dị thời cho quả dị thục. Thì thường khi mà chúng ta nói đến nghiệp á, thì chúng ta nghe trong kinh nói rằng có bốn điều bất khả tư nghi ở trên tay giác, là không thể suy nghĩ bàn bạc được, nghĩa là không nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn. Trong đó có cái gọi là tâm mắt quý ba cô trên tư vô, nghiệp quả bất khả tư nghi. Nói đến cái tình trạng chúng sanh tái sanh sau khi mệnh chung sanh ở cảnh giới khác, được hạnh phúc hay đau khổ, sanh khỏi vui hay khỏi khổ, là người đẹp hay xấu, may mắn hay bất hạnh, vân vân, là do nơi cái nghiệp đã tạo. Mà một vị có thiên nhãn, tức là ở đây cái thiên nhãn đó thưa quý vị, Đức Phật Chấp Phú chúng tôi cũng nói thêm cho quý vị nghe. Thi nhãn nó có ba, nó có ba cái phần sự. Thứ nhất là thấy được sắc vi tế ở xa, thấy được hình dạng của chư thiên hay là của các loài phi nhân quá sanh, cho nên thấy được cái sắc vi tế đó. Chúng ta gọi là rupa dasana, là đó là cái vai trò thứ nhất của nhãn. Cái vai trò thứ hai của thi nhãn đó gọi là chutu papa tanyana, tức là cái trí biết được cái sự sanh
và tử của chúng sanh. Sanh và tử của chúng sanh. Với khi mà có một người, một vị tỳ kheo hay một vị tỳ kheo ni, phần sự nam phần sự nữ, đệ tử Đức Phật, khi có một người qua đời hay là một người chết, thì lúc đó chúng tỳ kheo sẽ hỏi Đức Phật vị ấy chết sanh về đâu. Thì Đức Phật ngài có thi nhãn cho nên là biết vật như người đồ tể chút đá. Giờ phút lập chung gào thét, các vị tỳ kheo đi khất thực ngang nhà, nghe cái tiếng gào thét la hét như là heo bị thọc huyết. Thì khi khất thực trở về chùa thì các vị đó bạch lên Đức Phật hỏi, thì Đức Phật ngài có thi nhãn, ngài cho biết rằng người đồ tể chung đá đó do cái việc ác mà người đó đã làm, ngay trong hiện tại người đã chết với cái sự đau đớn cùng cực, rồi chết sanh về, sanh xuống địa ngục rồi, vân vân. Thì cái đó người phải dùng thi nhãn, dùng thi nhãn mới thấy được, thấy chúng sanh chết sống, chết rồi đi tái sanh ở chỗ khác. Trường hợp thứ ba gọi là Yatha Kamupa Gamana Nyana, tức là trí tùy nghiệp khi mà người đó ở đời này gặp cái sự bất hạnh như thế nào, hay là được cái may mắn, được hạnh phúc như thế nào, thì với thiên nhãn Đức Phật đã biết rõ người này bị đau khổ là do cái nghiệp trong quá khứ đã làm như vậy như vậy. Gọi là cái trí tùy nghiệp, cái này cũng trong cái phạm trù của thiên nhãn. Theo trong Thanh Tịnh Đạo giải thích có ba, có ba trường hợp thiên nhãn. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng nghiệp quả bất khả tư nghị đó, không thể suy nghĩ được, là bởi vì trong cái trình độ hữu hạn của bậc thinh văn sau các là đệ tử của Đức Phật, thì các ngài cũng không có biết hết được những cái trường hợp đó. Chỉ có cái trình độ của bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài mới biết rõ, ngài mới hiểu rõ được cái nghiệp của chúng sanh, cái trình độ như thế nào. Như trường hợp một vị tỳ kheo đệ tử của tôn giả Sariputta, vị đó xuất gia, ngài Sariputta ngài mới dạy cho cái đề tài thiền quán, gọi là Asupha Kamatthana, tức là bất mỹ hay là quán tưởng thi.
Thì vị tỳ kheo này đi vào trong bãi tha ma mộ địa, gìn giữ tử thi, rồi trở về tỉnh thất, ngồi lại để mà suy quán. Trong suốt thời gian 3 tháng mà vị đó không có khởi lên một ấn chứng nào, thì vị tỳ tâm tỳ kheo này mới trình với thầy của mình là tôn giả Sariputta. Ngài Sariputta, ngài mới dẫn vị tỳ kheo đó đi đến Đức Phật. Và cầu thỉnh Đức Thế Tôn chỉ dạy cho vị tỳ kheo đó những cái đề mục khác để hành thiền cho có kết quả. Thì thưa quý vị, khi vị tỳ kheo đó được Đức Phật ngài điềm chỉ, ngài cho quán nhìn cái pháp vô thường, quán cái pháp vô thường bằng cách là ngài bảo vị tỳ kheo đó hãy ra ngoài cái hồ sen ở trước của chùa Chittawana, ngồi ngắm nhìn những cái hoa sen mới nở, trong ánh nắng ban mai, cảnh vật hữu tình, mặt nước lung linh. Đức Phật ngài đã tạo ra một cái cánh sen rất đẹp để vị tỳ kheo đón đắm. Và Đức Thế Tôn ngài ở trong hương thất, ngài đã dùng thần thông khiến cho cái hoa sen thần, do thần thông tạo đó, cái hoa sen đó nó nhanh chóng biến dạng vô thường. Trước nhất là nó đổi màu, không còn tươi tắn, các cánh sen dần dần nó bị khô, rồi nó rụng đi, chỉ còn để lại cái gương sen. Rồi chẳng mấy chốc cái gương sen đó nó không còn màu xanh nữa, không còn màu xanh nhạt mà trở thành màu xanh đậm, rồi nó bị màu xám, bắt đầu nó khô dần và nó gãy cụt nha. Vị tỳ kheo đang ngắm nhìn cái hoa sen đẹp, nhưng mà thấy cái sự biến chuyển của đóa sen như vậy, vị tỳ kheo này mới theo dõi, quan sát cái sự vô thường, và chẳng mấy chốc vị đó chứng A La Hán quả. Buổi chiều tôn giả Sariputta đi đến, vị tỳ kheo ấy về, và các vị tỳ kheo mới bạch hỏi Đức Phật về cái kết quả tu tập. Thì Đức Phật này xác chứng vị tỳ kheo kia đã chứng quả La Hán. Thì lúc bây giờ chư tỳ kheo mới nói rằng thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật hoan hỷ với cái quy lực của một vị Phật. Một vị tỳ kheo đệ tử của một tướng quân chánh pháp, mà vị tướng quân chánh pháp dạy cho cái đề mục tu tập trong 3 tháng không có ứng chứng, nhưng mà chỉ được Đức Phật ngài điềm chỉ trong một buổi sáng là đã chứng được đạo quả. Đức Phật ngài đi đến giảng đường và ngài hỏi câu chuyện đề tài các vị, thì các vị có trình bày, Đức Phật ngài nói rằng không có lạ gì, vì hiểu được cái căn cơ, cái trình độ của chúng sanh đó là cái trí lực của bậc chánh đẳng chánh giác, chứ hàng thánh văn thì không có được. Thưa quý vị, ngài biết tùy nghiệp. Rồi Đức Thế Tôn ngài đã kể lại cho các vị tỳ kheo nghe trong thời quá khứ, 500 kiếp sống quá khứ liên tục, vị tỳ kheo đó đã từng là cái người thợ kim hoàn,
chế tác ra những cái đồ trang sức bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc. Cho nên mắt nhìn cái tịnh tướng quen rồi, thì cái thường cận y duyên mà nhìn cái vẻ đẹp nó quen rồi đó, thì bây giờ mà cho quán tử thi nhìn bất mỹ, nhìn cái bất tịnh, nhìn bất tịnh tướng đó, thì vị này không có được một cái cảm xúc, không có được cái cảm xúc. Cho nên ngài phải cho quán vô thường mà nhìn cánh sen đang nở dưới ánh ban mai đẹp đẽ xinh xắn, rồi nó biến dạng mới thấy được cái sự vô thường. Thì thưa quý vị, cho nên khi mà chúng ta đến, chúng ta nói rằng nghiệp quả bất khả tư nghị đó, thì không phải là ở trên thế gian này không thể biết được, Đức Phật vẫn biết được, ngài hiểu được, nhưng mà chỉ có Đức Phật là ngài biết rõ nhất. Vì cái trình độ Sabbanyu, tức là nhất thiết chủng trí của một vị chánh đẳng chánh giác, thì cái chuyện đó không phải là khó. Nhưng mà gọi là không thể nghĩ bàn. Ở trong đoạn kinh Đức Phật nói ha, bốn cái điều này đối với kẻ phàm phu không thể hiểu được, không thể thấy biết được. Nếu mà cố gắng để tìm hiểu thì người đó sẽ bị loạn tâm. Cho nên bất khả tư nghị lợi chỗ đó, thưa quý vị. Chúng ta trở lại vấn đề là nói đến bất khả tư nghị, nói là nói như vậy, không biết được cái tình tiết xảy ra. Người có cái tánh tình như thế này là do cái thường cận y duyên như thế nào? Người mà có cái sự bất hạnh như thế này là do quả nghiệp gì ở quá khứ? Người mà được hạnh phúc mà xen lẫn với sự đau khổ là do những cái quả nghiệp tốt xấu gì ở trong quá khứ? Thì cái đó là khó suy nghĩ được. Nhưng mà khi chúng ta nói đến nghiệp quả mà chúng ta phân loại theo bốn nhóm như thế này đó, thì chúng ta có thể hiểu được một phần nghiệp quả. Còn nếu mà chúng ta không chịu nghiên cứu, không chịu tìm hiểu như thế này đó, thì chúng ta chỉ biết đơn giản là hãy trồng đậu thì được đậu, chuyển qua quần đất qua chuyển đậu quần đất đậu, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, chỉ vậy thôi. Chúng ta chỉ biết là làm lành thì được vui, làm ác thì quá khổ. Chúng ta chỉ biết đơn giản như thế đó, nhưng mà chúng ta không biết chi tiết. Thì bây giờ trong cái chi tiết đó, chia ra là bốn phần, tức là bốn loại nghiệp phân theo chức năng. Khi cho qua xì ná cầm mà chặt tốt cần, thì ở đây cái chức năng nghiệp nó làm cái việc mà tái sinh, chúng ta gọi là trên cái cao cầm mát là sanh nghiệp, nó sẵn sàng ra quả thức tục sinh và sắc nghiệp tái tục cho một kiếp sống mới. Nghiệp thiện hay nghiệp ác mà chúng sanh đã làm ở trong quá khứ, nếu nó đủ điều kiện để nó tạo ra cái tâm, cái thức gọi là hành duyên thức hay là hữu duyên cho sanh đó, thì nó tạo ra cái gọi là sanh nghiệp. Cái đó gọi là sanh nghiệp, nó tạo ra cái sự tái sanh, có thiện có bất thiện.
Cái vấn đề này thì cũng dễ dễ hiểu thưa quý vị. Nhưng mà cái khó nhận thức được chúng ta là một người hiện tại trong lúc bình dịch họ làm quá nhiều việc thiện nhưng mà chết vẫn bị sanh xuống địa ngục như thường, sanh khổ cảnh như thường, như là trường hợp hoàng hậu Malika chẳng hạn. Thì trong trường hợp ấy, chúng ta nghe nói, chúng ta đọc thấy ở trong kinh điển thì chúng ta ngạc nhiên tại sao vậy. Nhưng không, thưa quý vị, chúng ta phải hiểu rằng là vì cái giờ cận tử hoàng hậu Malika đã khởi lên một cái trạng thái bất thiện gọi là cận tử nghiệp, hối hận với cái lời nói dối của mình mà chưa có kịp để xin lỗi xin sám hối, đã nói dối do vì nghĩ ông đức vua Vasenadi quá thật thà cả tin, cho nên hoàng hậu Malika với cái trí tuệ lanh lẹ hơn, cho nên đã nói dối gạt với đức vua, làm đức vua tin theo và sau này trở thành Phật tử, một nữ đệ tử của đức Phật. Thì bà tránh ở trong lòng cái điều đó là một điều mà bà rất là hổ thẹn và nó ám ảnh mãi cho đến khi mà giờ phút lâm chung bà nhớ lại cái lúc đó bà mệnh chung bà sanh xuống địa ngục. Nhưng mà điều sanh xuống địa ngục chỉ do một cái bất thiện nghiệp nho nhỏ như vậy đó. Nhưng mà thiện nghiệp của bà đã làm quá lớn lao từ khi bà biết Phật pháp, là đệ tử của đức Phật. Bà đã giúp cho đức vua Vasenadi tạo nhiều cái phước báo, tạo nhiều cái thiện nghiệp, nhất là Asamadana, tức là vô sông thí, cái cuộc vô sông thí. Đặc biệt thưa quý vị, vua và thần dân tranh nhau để mà đi làm phước cúng dường, còn ai hơn ai, hễ vua làm phước chừng đó dân chúng họp lại nghĩ rằng vua chỉ có mình vua thôi, chúng ta phần đông thì chúng ta nên hợp sức lại để làm phước lớn long trọng hơn đức vua. Cuối cùng thì hoàng hậu Malika bày kế là trong cái cuộc vũ thí đó thì dân chúng chịu thua không có làm được, bởi vì thỉnh đức Phật và 500 vị tỳ kheo đến không có ở trong hoàng cung mà cúng dường ở vườn thượng uyển, và đức vua thì có sẵn một đoàn binh tượng, cứ mỗi một con voi chiến như vậy đó thì cầm một cái lọng để che cho một vị, để đứng hầu một vị. Thì lúc đó thưa quý vị, con voi mà nó chứng nhất, hung dữ nhất mà ai cũng sợ thì lại cầm lọng để che cho tôn giả Angulimala đó. Chúng ta đọc qua câu chuyện chúng ta là ngài Angulimala với tâm từ cho nên ngài đã cảm hóa được con voi đó, nó hiền lắm thưa quý vị, nó cầm lọng nó che cho ngài hiền. Và qua cái cuộc vũ thí đó thì dân chúng không có thể nào mà tranh được, không thể để nào mà tranh với đức vua được, bởi dân chúng làm gì mà huy động được một số voi lớn lao như thế và được huấn luyện một cách là thuần thục như thế. Cho nên bây giờ họ mới chịu thua là họ không bằng đức vua.
Và Hồng Y Lực Cơ đã làm được những cái việc phước lớn gì. Nhưng mà mệnh chung vẫn sanh xuống địa ngục, do vì cái cận tử nghiệp mà khởi lên cái tâm bất thiện này. Thì ở đây chúng ta gọi là cái sanh báo nghiệp, gọi là sanh nghiệp, gọi là sanh nghiệp cho nó cắt trong nó. Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, cái chức năng thứ nhất là nó sẽ tạo ra cái quả tái sanh. Nhưng mà chúng ta ý chí là nếu như cái nghiệp đó, nghiệp thiện đó mà nó có cơ hội tạo ra cái quả tục sinh ở trong cái kiếp sau, thì chúng ta vẫn còn được cái chức năng thứ hai, đó là upatthamma sakkakamma. Cái chức năng của nghiệp là nó có cái khả năng là trì nghiệp, là mãnh lực thiện hay là bất thiện, ủng hộ duy trì quả do nghiệp sản sinh cho nó kéo dài. Một người họ có phước, họ được tái sanh vô cõi người, cõi nhân loại, ở trong một gia đình cao sang quyền quý, và chính cái thiện nghiệp đó nó sẽ tiếp tục duy trì để cho cái chúng sanh đó được sống, sanh ra khỏe mạnh, lớn lên, trưởng thành để hưởng thụ cái cảnh giàu. Thì lớn lên, trưởng thành, hưởng cảnh giàu sang đó chính là do cái trì nghiệp thiện ở bên thầm phật cá cầm má. Còn cái chúng sinh mà tạo ác nghiệp đó, thì cái sanh nghiệp sanh xuống cõi khổ. Nhưng mà rồi chính cái ác nghiệp đó nó duy trì cái quả khổ đó dài dài. Quý vị thấy có những người họ sanh ra trong cái thân phận nghèo khổ, phải làm người vô gia cư, sống ở vỉa hè, phải đội nắng dầm mưa, hết phải bụi bặm trên đường xe cộ qua lại. Nhưng mà họ không chết, gặp mình đó, mình ở ngoài trời ngoài nắng một buổi là mình về bị cảm rồi, có khi là mình chơi bị chết. Nhưng mà họ thì họ không chết, họ dẻo dai. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng là họ dẻo dai là họ có phước, không phải. Mà chính do cái trì nghiệp ác nó duy trì cái cảm thọ khổ đó, duy trì cái nỗi bất hạnh đó dài dài, để cho trả quả, để hưởng quả. Rồi cái chức năng thứ ba đó chúng ta gọi là chướng nghiệp. Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện nó còn có một cái vai trò. Bây giờ chúng ta nói về cái nghiệp thiện đi. Nghiệp thiện mà chúng ta đã tạo, dù rằng nó không có trổ quả sanh nghiệp hay là trì nghiệp, nhưng mà chính cái nghiệp thiện của chúng ta đã làm, nó có một cái chức năng cũng rất là hấp dẫn, thưa quý vị. Đó là nó cản trở bớt cái ác nghiệp trong quá khứ, giống như gió mà nó làm, nó cản bớt cái tốc lực của cái mũi tên bắn đi vậy đó. Khi mũi tên bắn đi, có cái ngọn gió lớn thổi lên, thì cái mũi tên đó nó bị giảm cái sức mạnh, giảm cái vận tốc và giảm đi
cái độ chính xác, nó bị lệch hướng, nó bị lệch mục tiêu. Thì cũng vậy, nhờ chúng ta làm các cái nghiệp thiện cho nên nó làm cho ác nghiệp nó được mờ lu. Thế cho nên Đức Phật mới dạy rằng ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây, là như vậy. Cho nên cái trước nghiệp cũng là quan trọng lắm. Nhưng mà cái về cái mặt bất lợi đó, chúng ta tạo ác nghiệp nhiều thì chính ác nghiệp đó nó làm lại là chứng duyên cho cái thiện nghiệp. Thay vì cái thiện nghiệp ở quá khứ mình làm, lẽ ra mình được hưởng hạnh phúc trong hiện tại, nhưng mà vì hiện tại mình sống quá ác, bằng thân mà khẩu ý, cái nghiệp ác đó, cái nghiệp bất thiện đó, nó cản trở làm cho cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó kém cái hiệu năng trổ quả, làm cho người này thay vì được hạnh phúc, được sung sướng, được giàu có, nhưng mà người này không được giàu lắm, hay là không được sung sướng lắm, không được hạnh phúc lắm, là do nơi cái chướng nghiệp của bất thiện. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái thứ tư gọi là bất khả tắc tâm á, là đoạn nghiệp. Nó cũng có hai trường hợp: thiện nghiệp gọi là đoạn thiện nghiệp, hay là đoạn ác nghiệp. Cái thiện nghiệp mà chúng ta làm mạnh quá, nó có thể phá hủy được cái ác nghiệp, không cho trổ quả. Thí dụ như trường hợp nàng Rohini, nàng công chúa Rohini là em của ngài Bồ Tôn giả Anuruddha. Công chúa bị cái nghiệp ở trong quá khứ cho nên hiện tại nàng bệnh ngoài da, bây giờ chúng ta gọi là bệnh da liễu, tức là toàn thân nổ ghẻ, xấu xí, thô kệch và ngứa ngáy đau đớn. Cho nên công chúa rất là buồn rầu, rất là buồn phiền, đau khổ. Ngày Anuruddha sau khi xuất gia đã là vị A-la-hán rồi đó, thì ngài có một lần ngài về hoàng cung, ngài gặp công chúa ở Rohini, ngài khuyên hoàng muội của mình nên làm các cái công đức phước báo để nguyện cái phước đó chuyển nghiệp. Rồi ngài chỉ cho cách là bây giờ tài sản của công chúa hãy bỏ ra để xây dựng một cái ngôi chùa cúng dường lên Đức Thế Tôn và Tứ Phương Tăng đến cái ngày lễ khánh thành đó, thưa quý vị. Tắc công chúa tắc bạch cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng, xong rồi Đức Thế Tôn ngài đã chúc phúc phước báo cho công chúa, ngài đã thuyết pháp cho công chúa nghe, công chúa hoan hỷ với công đức mình đã làm phỉ lạc phát sanh lên. Và khi mà công chúa an trú trong thiện pháp, an trú trong thiện pháp như vậy đó, thì thưa quý vị, là từ đó về sau cái căn bệnh đã biến mất. Quý vị tin thì không tin thì cái đó tùy. Nhưng mà bây giờ quý vị khi nào mà gặp cái sự bất hạnh, quý vị ráng an trú trong cái thiện pháp, rồi quý vị chú nguyện cái thiện pháp đó nó trở thành cái quy lực để mà chuyển tất nghiệp, nó phá tan cái nghiệp của nát ở trong quá khứ. Quý vị thử thời đi, quý vị làm thử, quý vị sẽ thấy rất đặc biệt.
Cho nên chúng ta tạo thiện pháp, tạo thiện nghiệp nó cũng có hay lắm thưa quý vị. Nó có thể trở thành sanh nghiệp để dẫn mình đi tới sanh. Nó có thể, thiệp đó có thể trở thành trì nghiệp để giúp cho kéo dài cái sự hạnh phúc an lạc trong kiếp sống mới. Nó có thể làm hãm bớt cái tốc lực, cái mãnh lực của ác nghiệp của quá khứ. Và nếu mà nghiệp thiện quá mạnh thì nó có thể phá vỡ cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ, làm cho mình thay vì mang cái nghiệp là phải bị chết yếu, nhưng mà nhờ cái thiện nghiệp đó, nhờ thiện nghiệp hiện tại mình làm nó chuyển tới nghiệp là mình trở nên trường thọ. Khi mà Đức Phật này ở trong Pháp Cú Kinh mà Đức Phật đã thuyết cái bài kinh, cái đoạn câu kệ Aphiwa Danasi Lissani Chang Vutha Pacha Pacha Yino Chattaro Thamma Vatthan Thí Ayuvano Sukhan Palang đó, là cái cậu bé kia ở gia đình quen với vị đạo sĩ. Cái vị đạo sĩ đó ở gia đình mới đem làm phước cho vị đạo sĩ, cầu xin đạo sĩ phúc chúc phước báo cho con mình được sống lâu. Nhưng vị đạo sĩ đó cũng có, cũng tiên tri được là đứa bé nó sẽ bị chết yểu, cho nên chúng ta không dám nhận lời. Ông ta mới chỉ đến Samon Gautama là Đức Phật. Lên lúc bây giờ Đức Phật ngài chỉ cho cái cách làm phước cúng dường và đảnh lễ chư tăng. Thì khi mà trong suốt 7 ngày ông ta làm phước cho đứa bé nó đi làm phước, rồi nó đến đảnh lễ chư tăng như vậy, đến ngày thứ 7 thì Đức Phật có Đức Phật ngài làm tòa chủ. Khi ngài đi đến đó thì thưa quý vị, Đức Phật ngài chúc phúc phước báo cho đứa bé do cái thiện nghiệp mà nó làm bằng cái sự cung kính các bậc trưởng thượng, bậc có giới hạnh, cho nên nó tăng trưởng ayuvana sukhapala, tức là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh. Đứa bé trong kinh nói rằng đứa bé sau này lớn lên nó sống tới 120 tuổi, thưa quý vị, từ một đứa bé yếu tọa mà sống tới 120 tuổi. Chúng ta thấy ghê gớm vậy. Cái đó là con kinh Pháp Cú mà ngày nay chư tăng hay tụng phúc chúc phước báo cho Phật tử. Aphiwa Danasi Lissani Chang Vutha Pacha Yino, câu con kinh Pháp Cú. Khi mà chúng ta học, chúng ta ráng cố gắng ghi nhớ những cái đoạn kinh mà có những cái điều đặc biệt như vậy, không phải là chúng ta để đi nói chuyện cho người khác nghe, hay là kể chuyện lúc ăn dỗ, mà chúng ta học để chúng ta quan hỷ, chúng ta biết và chúng ta thực hành cho chính bản thân mình, cho mình được sự an lạc. Chúng ta cứ làm được. Nhưng mà chúng ta nhớ, thiện nghiệp nó có 4 chức năng như vậy, thì ngược lại ác nghiệp nó cũng có 4 chức năng đó. Ai mà tạo ác nghiệp thì ác nghiệp đó nó có 4 chức năng này. Nó làm sanh nghiệp dẫn đi tạo quả, dẫn đi tái sanh vốn khổ khổ. Nó trì nghiệp, tức là muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo hay cảnh bệnh tật, thoát cũng không được, là tại vì cái ác nghiệp nó duy trì để cho cảm thọ khổ lâu dài. Rồi cái ác nghiệp đó, ác nghiệp của người đã làm đó, nó chướng duyên cho thiện nghiệp không có cơ hội trổ quả. Nó bớt đi cái bệnh lực trổ quả, hay là nó làm cho mất đi cái quy lực trổ quả. Nó ghê gớm như vậy. Cho nên khi mà chúng ta học cái này nó cũng có lợi lắm thưa quý vị. Học để chúng ta biết và chúng ta có cái sự thực hành cho mình như vậy. Còn 4 cái loại nghiệp theo trình tự trổ quả,
nghiệp là nghiệp nặng, nó trổ quả trước. Cận tử nghiệp là nghiệp mà nó vuốt đuôi sau cùng, tức là cuối kiếp sống nó cũng nguy hiểm lắm. Giống như ở trong cái chuồng bò, thì con bò dầu nó đứng ở trong, nhưng mà con bò đó nó mạnh thì nó chen vô, nó chen ra cửa trước. Cũng như đời sống con người có trọng nghiệp gì đó, có nghiệp nặng thì nó sẽ tạo quả trước. Còn hai, giống như con bò đứng ở sát mé cửa, dầu cho nó yếu, yếu ớt, nhưng mà bị ở sát mé cửa, cho nên khi cửa chuồng được mở ra thì nó có thể bước ra trước. Cận tử nghiệp quý vị, tức là nghiệp khởi lên lúc gần chết. Rồi thứ ba gọi là thường nghiệp, là nghiệp làm thành thói quen trong đời sống hàng ngày. Rồi dĩ tác nghiệp, cái danh từ mà gọi là katata, hồi xưa đến bây giờ có nhiều vị họ dịch, họ dịch nhiều chữ nghĩa, có khi vậy là khinh tắc nghiệp hay là khinh thiểu nghiệp, vân vân. Nhưng mà chúng tôi tra cứu thì ở trong từ điển Pali Hán người ta gọi là dĩ tắc nghiệp, mà quả thật như vậy. Chữ kata là quá khứ vân từ của động từ konotis. Dĩ tác nghiệp tức là nghiệp đã làm qua rồi mà bỏ quên, không có nhớ. Thì nếu mà dịch khinh thử nghiệp thì cũng đúng, nhưng mà lấy theo cái nghĩa vì nó nhẹ quá, yếu quá cho nên không có nhớ. Nhưng mà dịch đúng chữ thì dĩ tác nghiệp. Cái này phải giải thích cho, bởi vì nó là chữ Hán cho nên ta khó hiểu. Thì ở trong bài chúng tôi đã định nghĩa rồi, cho nên bốn loại nghiệp đó chúng ta nhớ là theo cái trình tự trổ quả. Còn cái là hiện báo nghiệp, cái loại thứ ba hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp, vô hiệu nghiệp, thì ở trong bài cũng đã ghi lại một cách rõ ràng chi tiết. Quý vị theo đó mà quý vị học, quý vị nghiên cứu, cái này thì không cần phải nói nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng ở trong bốn cái loại nghiệp, bộ bốn loại nghiệp, bộ bốn tức là ABCD đó, mỗi một loại vậy có bốn thứ nghiệp. Thì bộ bốn đó thì chúng ta cái điều quan trọng để giúp cho chúng ta tu tập đó, để cho giúp ta chúng ta điều chỉnh cái nghiệp của mình lại, là chúng ta nên lấy cái nghiệp theo chức năng, cái chức năng của nghiệp. Cái chắc và xì ná, cái chắc và xì ná cầm á, chức năng của nghiệp chúng ta nên học kỹ cái đó. Còn mấy cái kia như là cái phần D, tức là nghiệp mà nó theo nơi trổ quả, cái vị trí trổ quả, và cách thà ná, và cách thà ná quá xì ná, thì ở đây đó, bất thiện nghiệp hay là thiện nghiệp dục giới, thiện nghiệp sắc giới, thiện nghiệp vô sắc giới, thì cái đó là nối đến cái vị trí là cõi khổ, cõi vui dục, dục giới, hay là cõi phạm thiên sắc giới, cõi phạm thiên vô sắc giới. Thì cái này là chúng ta hiểu rồi, bởi vì học thắng pháp đến đây thì quý vị chỉ cần nghiên cứu thôi. Sự thật thưa quý vị, khi mà chúng ta cái trình độ ban đầu sơ cơ mới vừa học đó, thì chúng ta phải học lâu dài và học chi tiết.
Nhưng mà đến chừng chúng ta học lên cấp tiến Phật học đó, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ nói qua cho hiểu để chúng ta nghiên cứu. Chúng ta thường nói với các sinh viên ở trong trường đại học Phật giáo đó. Hồi lúc mà mình còn là sơ cấp Phật học hay trung cấp Phật học đó, thì phải học cho căn bản, học cho kỹ. Đến trường mình lên tới đại học Phật kinh điển, lên tới chúng ta học như vậy, học đại học là chúng ta học về cái phương pháp nghiên cứu thôi, chứ không có mà ở đó mà dạy cầm tay viết từng chữ, hay là đến gần, hay là kêu chính tả cho viết, không có đâu. Thì cũng như chúng ta học Phật pháp vậy, khi mà học chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 thì đó cũng giống như chúng ta học với cấp tiểu học vậy đó. Nhưng mà bắt đầu qua cái chương 6, chương 7, chương 8, chương 9 là lên bắt đầu cao học rồi, thưa quý vị. Là lúc bây giờ là chúng ta đã quen biết quá thuần thục thế nào là tâm thiện, thế nào là tâm bất thiện, thế nào là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Chúng ta phải rõ ràng từng chỗ. Thì ở đây đó, chúng tôi giảng hết giờ thì cũng được, chứ không phải là không. Nhưng mà vì hôm nay ở trong room có Thượng Tọa Đăng, Thượng Tọa Tân, Thượng Tọa Tài Quyền, dưới sự điều họp thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng, thì chúng tôi dường cái thời gian 25 phút còn lại đó, xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quan hỷ cùng với Chư Tăng thảo luận trong cái đề tài nghiệp, hay là mỗi vị sẽ nói lên một phần nghiệp còn lại. Chúng tôi xin được phép dừng lại ở đây. Kính chúc quý vị được sự an vui tiến hóa. Cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy. Thưa quý vị, xin đề thỉnh sư huynh đề nghị. Còn lại thì sư đệ Chư Tăng sẽ nói trước phương này. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về nghiệp, đề tài lớn ở trong Phật pháp, ở trong cả kinh Tạng, Thắng Pháp Tạng, và cũng là một đề tài mà người Phật tử, cho dù có nói nhiều hay nói ít, thì chúng ta cũng nói trong đời sống hàng ngày rất nhiều, và cũng phải nhìn nhận rằng đây là một đề tài mà đã vượt qua khỏi phạm vi của đạo Phật, để trở thành một cái nhìn của nhiều người. Dĩ nhiên là không hẳn là cái nhìn nào cũng đồng nhất, cũng giống nhau. Nhưng mà trong tiếng Anh mà khi nói đến karma thì ngày nay người ta hiểu rất là quen thuộc. Giờ quý vị nghe không rõ hả? Xin hỏi quý Phật tử nghe có rõ không vậy? Dạ vâng. Lời sư tổ từ siêu, sư hòa thượng từ siêu, chúng tôi xin được nói thêm một ít điều, và hy vọng rằng còn thì giờ lại đó thì sẽ thỉnh chư tôn đức thảo luận. Trước hết là chúng ta nên đi sâu vào một số điểm mà qua đó có một cái sự khác biệt giữa Thắng Pháp và
Thắng Pháp Tạng và Kinh Tạng. Không phải tại vì Thắng Pháp Tạng nói khác với Kinh Tạng, nhưng mà bởi vì Thắng Pháp Tạng đặc biệt là nói về bản thể, nói về những điều tinh tế, nói về thế giới của vĩ mô, nên chúng ta cần hiểu về điều này. Thứ nhất là theo những gì mà chúng ta học, nói về thời gian của sự trổ quả, thời gian trổ quả của nghiệp, thì chúng ta thấy rằng có bốn cái yếu tố liên quan đến thời gian. Đó là hiện báo nghiệp, tức là nghiệp trổ quả trong kiếp hiện tại. Sanh báo nghiệp là nghiệp trổ quả trong đời tiếp theo, tức là khi mà chúng ta mệnh chung và cái tâm tử và cái diễn trình tâm cuối cùng của đời sống, nó là ảnh hưởng trực tiếp đến cái tâm tục sinh tiếp theo. Điều đó chúng ta gọi là sanh báo nghiệp. Hậu báo nghiệp tức là nghiệp trổ quả sau cái sanh báo nghiệp đó trở đi. Và vô hiệu nghiệp tức là những nghiệp mà nó có cái khả năng tạo quả, nhưng mà vì cái điều kiện nào đó đó, nó không thể trổ quả được, tại vì nó hết hạn. Thì bây giờ thưa quý vị, về bốn cái thời gian của nghiệp này đó, thì Kinh Tạng đều có đề cập đến. Nhưng mà có một điểm mà Kinh Tạng không có đề cập đến đó, đó là mỗi một cái khi chúng ta tạo nghiệp thì đều có cả ba ở trong một cái diễn trình tâm. Thường là không phải tất cả, nhưng mà thường là có cả ba. Cả ba đó đó là chúng ta nói đến một cái diễn trình tâm mà có bảy cái động lực, hay là bảy cái mà chúng ta gọi là tâm xử lý. Dạ, quý vị nhớ, khi mà chúng ta học về diễn trình tâm, bảy tâm xử lý, thì trong bảy cái diễn trình, bảy cái sát na tâm xử lý, cái sát na đầu tiên nó có cái quả trong kiếp hiện tại, cái sát na sau cùng thì nó có cái quả ở trong đời kế tiếp, chúng ta gọi sanh báo nghiệp. Năm sát na giữa đó thì nó có cái quả sau cái sanh báo nghiệp. Dạ, sau sanh báo nghiệp. Đây là điểm mà chúng ta lưu ý. Dạ. Điều này có nghĩa là khi mà chúng ta tạo bất cứ nghiệp gì, thì thứ gì, nó đều tạo ra ba cái khả năng. Khả năng trổ quả trong kiếp hiện tại, khả năng trổ quả ở trong cái kiếp kế tiếp theo, và cái khả năng trổ quả sau sau nữa. Nhưng mà không có nghĩa là tất cả những gì mà chúng ta tạo đều sẽ thành tựu. Dạ, đây là điểm mà tất cả chúng ta phải nhớ, phải nhớ rất kỹ. Nó giống như là mình thấy một cái loại cây nó ra hoa, ra trái, nó ra hạt giống. Nhưng mà không có nghĩa là tất cả hạt giống đó đều rồi sẽ mọc thành cây. Nó vì nhiều lý do. Lý do có nhiều khi người ta ăn, người ta không có trồng. Lý do có nhiều khi cái hạt nó quăng xuống, quăng vào trong thùng rác, rồi rác nó chôn vùi đi. Lý do có thể là người ta quăng xuống, nhưng mà quăng ở trên nền gạch. Ở trong điều kiện nó thiếu phân, thiếu nước, nó không có đầm chồi nảy lộc nữa. Thì như vậy, khi mà chúng ta nói về cái việc tạo tác đó, thì nó luôn luôn có ba cái khả tính: hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp. Và nếu nó không có điều kiện sanh khởi thì nó trở thành vô hiệu nghiệp.
Luận điểm thứ hai, thưa quý vị, cũng theo Thắng Pháp. Và cái này đó là người không học Thắng Pháp thì không có nghĩ tới, như người học Thắng Pháp phải biết là tâm của chúng ta luôn luôn sanh khởi. Và bởi vì nó sanh khởi, nó luôn luôn tạo nghiệp. Tạo nghiệp trong từng diễn trình tâm, trong từng khoảnh khắc của đời sống. Dù chúng ta muốn hay không muốn, nó cũng tạo nghiệp. Đây là điều mà chúng ta nên học. Ví dụ như là một người học ở trong kinh đạn thì nghĩ rằng mình đi chùa tăng đó là mình tạo ra cái thiện nghiệp. Rồi mình cầm cái điện thoại lên, mình chửi với ai đó là mình tạo nghiệp. Còn bình thường mình nằm trên giường đắp bền mình ngủ là mình không tạo nghiệp. Không phải. Không phải như vậy. Cái nghiệp mà chúng ta hiểu theo kinh tạng đó là cái nghiệp đó tương đối lớn, tương đối chúng ta thấy được. Nhưng mà một cái yếu tố tự nhiên của diễn trình tâm thức là nó tạo ra nghiệp. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là sinh hoạt ở trong một ngôi chùa. Sinh hoạt ngôi chùa không phải chỉ có lúc mà chúng ta tổ chức lễ hay là chúng ta bận rộn việc gì đó, mà ngay cả trong lúc mà chùa rất là yên lặng thì nó cũng là một cái bản sắc sinh hoạt của ngôi chùa. Một cái người học hiểu về nghiệp theo Thắng Pháp đó, thì cho dù chúng ta cố gắng không hành động gì hết thì nó cũng là hành động. Cho dù chúng ta cố gắng không tạo tác gì hết thì nó cũng là tạo tác. Dĩ nhiên là cái tạo tác đó nó khi nó là dĩ tác nghiệp, tức là nó không đáng kể, nó sẽ trôi qua, nó không đáng kể, nhưng mà nó có tạo tác. Cái này là cái chúng ta nên để ý, chứ đừng nghĩ rằng khi mình đi bố thí trì giới thiền định hay sát sanh trộm cướp tà hạnh vân vân tạo nghiệp, còn bình thường không tạo nghiệp. Không, lúc nào chúng ta cũng tạo nghiệp, và tạo nghiệp là cái bản chất của cuộc sống bị chi phối bởi vô minh và ái dục. Bây giờ chúng ta lại nói đến một cái yếu tính khác của nghiệp mà theo Thắng Pháp. Một cái người mà không học Pháp đôi khi chúng ta hiểu sai là hiện nghiệp là nghiệp tổ quả trong đời hiện tại, sanh báo nghiệp là hiểu trong đời kế tiếp, và hậu báo nghiệp là cái gì nó trổ sau cái đời thứ hai, từ đời thứ ba trở đi. Không phải như vậy. Chính này chúng tôi hay nhắc với Phật tử khi chúng tôi giảng về nghiệp đó, là hiện báo nghiệp là nghiệp trổ trong kiếp này, sanh báo nghiệp là nó sẽ trổ trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi khi mà chúng ta tái sinh. Nhưng mà sau khoảnh khắc chúng ta tái sinh đó thì không phải chờ đến cái thứ ba, mà ngay trong cái thứ hai đó, là nó nhận ra những cái gọi là hậu báo nghiệp. Dạ, hậu báo nghiệp. Cái hậu báo nghiệp không kể là kiếp thứ ba, mà hậu báo nghiệp trong đời thứ hai đã có rồi, nhưng mà nó không có tính là cái thời điểm tái sinh. Lấy ví dụ như chúng ta tạo thiện nghiệp, thì thiện nghiệp đó khiến cho trong đời sống hiện tại chúng ta gặt hái được cái quả lành, là chúng ta được người khác thương mến, chúng ta được người khác hỗ trợ, hay là chúng ta gặp may mắn, gọi là hiện báo nghiệp. Và cái sanh báo nghiệp đó là nếu trong giờ phút cận tử mà cái quả đó nó trổ, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ do cái thiện nghiệp sanh vào cõi trời hay sanh lại làm người. Nhưng mà cái sanh báo nghiệp đó nó chỉ đóng cái vai trò khởi đầu kiếp sống thôi. Còn trong kiếp thứ hai đó, kiếp sống sau này của chúng ta, ví dụ như sau khi chúng ta sanh làm người rồi, thì thưa quý vị, tất cả những nghiệp nó trổ trong thời gian kiếp đó. Ví dụ như bỗng nhiên mình được một số tiền, bỗng nhiên có người giúp đỡ,
cái đó đều là kể là hậu báo nghiệp. Yeah. Chúng ta cố gắng nhớ điều này. Hậu báo nghiệp không phải là cái nghiệp trổ đời thứ ba trở đi, mà đời thứ hai ngoại trừ cái khoảnh khắc tái sinh, sinh làm người Việt, sinh trong gia đình cha như vậy, mẹ như vậy, sinh làm người có cái nội giống như vậy vân vân, cái đó là sinh báo nghiệp. Nhưng mà sau sinh báo nghiệp đó đó thì đều cũng kế tiếp, nó là nó thuộc về hậu báo nghiệp. Và cũng theo Thắng Pháp, thưa quý vị, nghiệp á, nó có cái tính cách chen lấn bất định. Có nghĩa là chúng ta tạo vô số cái, chúng ta phải để chữ vô số trong cái ở trong một cái ngoặc kép, chúng ta tạo vô số nghiệp. Bây giờ quý vị Phật tử cứ nhớ như vậy là một khảy bóng tay, tâm sinh diệt triệu triệu cái. Ở trong tâm sinh diệt triệu triệu cái đó, nó có hàng bao nhiêu triệu sát na, ấy bao nhiêu diễn trình tâm. Và ở trong mỗi diễn trình tâm đó, nó có những cái tâm xử lý cho vana, hay là động lực, hay động tốc đó. Thì những cái tâm xử lý này đó, tất cả đều tạo nên nghiệp hết. Dạ, tất cả đều tạo nên nghiệp. Nghĩa là chúng ta có vô số nghiệp. Không bao giờ trong Phật Pháp, dù là Kinh Tạng hay Thắng Pháp Tạng, có một cái ý niệm mà người ta thường nói là mình sẽ trả hết nghiệp. Nghiệp thì không có trả hết. Nghiệp không có trả hết. Vẫn bây giờ trả hết nghiệp. Bây giờ chúng tôi nói một cái chuyện trong đời sống hàng ngày mà để dễ hiểu nhất đó, là cha mẹ nuôi chúng ta từ nhỏ tới lớn mà bảo rằng mình làm gì mình trả hết công ơn cha mẹ thì không trả hết đâu. Đó là riêng chỉ công ơn cha mẹ thôi. Còn cái nghiệp, ví dụ như là những người đi đánh cá, ở trong một kiếp đó họ giết cả hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng mấy chục ngàn con cá, mà bảo rằng họ có bao nhiêu cái mạng để mà trả. Không có. Thành ra trong đạo Phật không hề có một cái ý tưởng là mình trả hết nghiệp, giống như mình mượn ai đó 5 ngàn, 7 ngàn rồi mình trả hết 5 ngàn, 7 ngàn à thôi. Cái nghiệp của nó không phải như vậy, thưa quý vị. Cái nghiệp thì nó có vô số. Và ở trong số cái nghiệp mà có khả năng tạo quả này đó, thì nó lại chi phối, nó lại do những cái điều kiện mà nó trổ quả. Thí dụ như là chúng ta có tạo nghiệp thiện bất thiện trong quá khứ, nhưng mà hiện tại chúng ta sống gần như bạn lành ở cái quốc độ nên ở, và chúng ta thường lui tới các bậc thiện trí, thì cái nghiệp thiện nó trổ quả. Dạ. Nghiệp thiện trổ quả. Nhưng mà nếu ở trong kiếp hiện tại mà chúng ta sống lui đến các casino, đi chơi đêm hôm, thân cộng với bạn xấu, và cái bối cảnh của chúng ta nó không có được tốt đó, thì cái ác nghiệp đó theo đó nó trổ quả. Chúng ta gọi đó là sự chiêu cảm hay là sự tương thích giữa cái hoàn cảnh sống và nghiệp quá khứ. Ở đây thì là một điểm mà người ta hiểu sai. Người ta hiểu rằng mặc dù mình sống nó xấu, đời sống mình nó không tốt, nhưng mình có nghiệp tốt thì nó vẫn trổ. Hay là đời sống bất, nhưng dù nghiệp sống nó cũng trổ. Không. Nghiệp nó trổ, nó cũng dựa lên trên cái hoàn cảnh, dựa lên trên bối cảnh, dựa trên cái điều kiện thích hợp. Chúng tôi lấy một ví dụ như là chúng ta có hạt giống tốt, nhưng mà rồi cái hạt giống đó nó mọc hay không, không phải chỉ là nó tốt hay không tốt, mà nó còn phải dựa lên trên cái mùa tiết. Ví dụ như là ở tại Houston, chúng tôi muốn trồng cái cây đó thì chúng tôi phải lựa vào mùa xuân. Và nếu chúng ta đi trồng mùa đông thì nó không mọc lên được. Dạ, mà thời tiết rồi lựa trên bằng dầu đó là giống rất mạnh, giống rất tốt, nhưng mà tại cái đất tại đó nó không hợp với loại bắp, mình đem dây bắp xuống nó không có tốt. Rồi nó lại dựa trên sự chăm sóc. Tức là cái quả của nghiệp nó trổ, nó còn tùy thuộc rất nhiều vào trong cái hoàn cảnh hiện tại. Và ở đây nó có nhiều cái chuyện rất là bất định. Dạ, rất là bất định. Mà ở trong kinh có dùng cái thí dụ là cái sự kết hợp giữa muối và nước. Dạ. Mình bỏ một nắm muối trong một chén nước nó rất mặn. Nhưng bỏ trong một nắm muối, bỏ xuống dòng sông thì
nó không có nghĩa là gì hết. Bỏ xuống dòng sông nó không có làm cho dòng sông mặn được. Tại vì cái hạt muối thì nó mặn, nhưng mà nó nhỏ quá. Thì tương tự như vậy, có những việc làm, có những điều mà cái cuộc sống hiện tại rất rộng, rất lớn, nó không chi phối mình được. Nhưng mà có những việc làm thấy nó nhỏ, nhưng mà nó lại chi phối mình được. Là tại vì giữa cái nghiệp đó và cái bối cảnh hiện tại đó, nó không có tương thích với nhau. Dạ. Ví dụ như cũng thời, ví dụ như là mình đi đường, mình thấy có một cái trái gì mình ngon, mình hái mình ăn. Hái ăn cái đó là lấy của không cho. Nhưng mà nếu quý vị là 1 triệu phú, là 1 tỷ phú, người giàu có, thấy thích hái ăn á, thì thật sự đưa đến luật pháp á, có thể cái tội đó khác. Nhưng nếu mình người nghèo, mình đi ngang thấy cái trái người ta ở trên cây, mình lại người hái xuống, tội đó khác. Thì ở đây chúng ta gọi là sự tương thích giữa quả, giữa nghiệp và cái hoàn cảnh điều kiện khác, chứ không đơn giản chỉ có một thứ. Giờ quý vị chờ chúng tôi một chút xíu nha. Bây giờ thì chúng ta nói đến một cái khía cạnh khác của nghiệp báo theo thắng pháp mà tất cả chúng ta nên để ý, là cái nghiệp mà chúng ta nói theo kinh Tạng đó, thì nó mang tới cách tổng quan, mang tới cách là vừa là hậu quả, trong khi cái nghiệp mà trong thắng pháp đó, thì chỉ đặc biệt đề cập đến Kamma và Vipaka. Kamma là hành động, Vipaka là quả vị thuộc. Quả vị thuộc không phải là hệ quả, thưa quý vị. Quả vị thuộc khác hệ quả. Chúng tôi lấy ví dụ như mình xuất gia, mình phải cạo đầu đắp y. Nhưng mà cạo đầu đắp y không phải là sa môn quả, không phải quả đời sống xuất gia. Quả đời sống xuất gia là giác ngộ giải thoát, chứ không phải là cạo đầu đắp y. Mặc dù cạo đầu y là cái hệ quả. Thì về điểm này đó, trong phần tiếp theo chúng ta sẽ học về duyên, về bát chay vô. Kamma là một bát chay vô. Nhưng mà cái nghiệp á, nó không có đơn thuần chỉ là sự chiêu cảm giữa Kamma và Vipaka, mà nó còn có một thứ khác. Đó là nó ảnh hưởng bởi thường nghiệp, nó ảnh hưởng bởi thói quen. Cái thói quen này ở trong chữ Hán thường có chữ gọi là tập khí. Tập khí thực lực ảnh hưởng cái gì đó. Dạ, thông bạn. Lấy một ví dụ như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Bục Kiền Liên, vốn là những vị đã tu thiền thuần thục ở trong quá khứ. Ở trong kiếp hiện tại, khi Ngài sanh ra Ngài tu thiền thì tương đối là Ngài tu thiền rất dễ. Thì cái tu thiền rất dễ đó, có đôi khi trong kinh Tạng chúng ta hiểu là quả của nghiệp, nhưng mà không. Điều đó nó dựa lên trên cái sự quen thuộc, và sự quen thuộc đó ở trong thắng pháp tạng gọi là thường thân y duyên. Dạ, thường thân y duyên tức là cái gì đó mà chúng ta làm hoài nó trở thành quen thuộc. Thì cái sự quen thuộc do cái thói quen đó, thắng pháp không gọi là quả của nghiệp. Dạ, thắng pháp gọi là nghiệp. Hay là giống như là ông cấp cô độc, khi mà ông sang Vương Xá Thành mà nghe người anh nói đến chữ Phật, ngày mai trai tăng cúng chữ Phật, tự nhiên ông nghe tiếng Phật, ông rẩn da gà vào, ông cảm thấy có gì xúc động mãnh liệt, như là người con mà thất lạc cha, hay là con nghé mà lạc đàn, bây giờ tự nhiên tìm thấy được hình bóng của mẹ, của bà mẹ, hay là người con lạc cha vì nghe đến chữ cha của mình, nghe rất thân thương vô cùng. Thì cái đó, theo trong kinh Tạng chúng ta thường hiểu là do nghiệp quá khứ, nhưng mà đúng ra chuyện do duyên, và cái duyên đó chúng ta gọi là thường cảm nhận duyên. Thì ở đây chúng ta, thật ra thì trên phương diện thắng pháp đó, có rất nhiều điểm, rất nhiều điểm quý vị phải để ý là khác với kinh Tạng. Dạ, khác với kinh Tạng mà chúng ta học, thì chúng ta nên có cái sự phân biệt. Sự phân biệt này nó rất lợi ích cho chúng ta thấy được rằng tại sao
thắng pháp lại soi rọi cho chúng ta một cái lĩnh vực khác, mà lĩnh vực đó nó thuộc về thế giới vị, nó thuộc về bản thể, nó khác với cái nhìn, cái học của chúng ta theo trong kinh tạng. Thì thứ gì thực sự mà nói thì bài học này chúng ta được sự đoàn từ con đường tự siêu cho hơi dài, tức là lấy ra bài này sẽ phân chia ra 3-4 buổi học thì chúng ta mới học hết. Nhưng mà quý vị chịu khó có thì giờ đọc kỹ lại, Hòa Thượng đã chuẩn bị chúng ta một cái tài liệu rất là tốt. Tuy nhiên đa số những cái phần đầu là đều có đề cập đến trong kinh tạng hết, về sức mạnh của nghiệp, về thời gian của nghiệp, về cái vai trò của nghiệp đều có đề cập đến ở trong kinh tạng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nghiệp theo trong thắng pháp á, thì nó có nhiều điểm tương đối là khác so với kinh tạng. Và do vậy có lẽ là khi chúng ta học về duyên thì chúng ta sẽ có dịp đi trở lại về cái phần này. Chúng tôi cũng chưa biết là về những cái duyên Hòa Thượng sẽ giảng trong bao lâu. Tuy nhiên nói đến thắng pháp đó, thì chúng ta nói đến những cái tâm gọi là tâm thiện, tâm quả, tâm vô ký. Mặc dù nói đến cả ba thứ tâm như vậy, nhưng mà tất cả đều có những cái gốc soi sáng cho chúng ta về cái quan niệm nghiệp báo trong đạo Phật. Và rồi ở trong bốn cái vai trò của ở trong cái vai trò của bốn danh quận, tức là thọ quận, tưởng hành quận và thức quận, thì thắng pháp á, lại đặc biệt nói đến cái chủng tử tạo tác nằm ở hành quận, và ở trong hành quận á, thì đặc biệt nói đến cái chủng tử Chetana, tức là cái thuộc tánh tư hay là tư tâm sở. Chúng tôi rất tiếc là hết giờ rồi, nhưng mà nếu quý Phật tử có thì giờ để suy nghĩ về điểm này đó, quý vị sẽ thấy rằng học thắng pháp rất là lợi lạc, rất là lợi lạc để chúng ta có thể nhìn giáo lý nghiệp báo trong một cái góc cạnh khác. Đã hết giờ rồi, nên chi chúng ta tạm kết thúc đề tài hôm nay tại đây. Chúng tôi muốn kết thúc bằng một câu là nghiệp là một đề tài rất lớn, và nghiệp trong thắng pháp cũng là một đề tài rất lớn. Hy vọng rằng quý Phật tử có thì giờ sẽ nghiền ngẫm và sẽ tìm hiểu thêm về bài học này. Và dựa trên bài học mà quý vị có về nghiệp hôm nay đó, chúng ta có thể tìm hiểu thêm những cái yếu nghĩa về thắng pháp. Thì ở đó chúng ta sẽ học được rất là nhiều điều. Xin được kính tri ân tri tôn đức đã vào rung để chia sẻ và đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình. Chúng ta sẽ có môn Pali, và chúng tôi là vị thượng tọa Hòa Thượng Tề Siêu, và chúng tôi sẽ đảm nhiệm cho chương trình ngày mai. Kính đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, con tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính chư tôn đức đang mở lòng bi mẫn giảng giải những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm trị, không làm các ác nghiệp, hướng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tập thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn vị Earth đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và vị đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã là duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần.